Chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món đồ xào chay nha. Này, sau khi mình phi hành xong rồi mình đổ nấm đông cô nè. Rồi cái này là broccoli nè ha. Mình chỉ mới có xào với dầu mè ha. Rồi cái chưa có gì hết, gia vị chưa có gì hết nha. Giờ đây là ớt chuông 1 gram với lại tàu hũ nha. Mình là người Nam, mình kêu bằng tàu hũ vậy đó ha. Không có đậu cứt chó gì hết. Rồi, không có đậu cứt chó gì hết. Đậu cứt chó chiếc da rớt cục tàu hũ ra ngoài rồi. Chiếc cha không phấn rồi à, còn đây tưởng đâu mày lọt xuống dưới. Rồi mình sẽ trộn lên ha. Những người hay nấu ăn thì biết, họ biết là gì hết rồi. Mình đâu có cần phải giải thích, mình chỉ biết nói là bỏ món này món kia vô thôi ha. Đương nhiên là nấm đông cô là mình phải luộc rồi đó các bạn, chứ không phải mình chưa luộc đâu, để gì tự nhiên bỏ vô ăn là chết luôn á. Nó dai như đĩa đói luôn á. Đó, nhiều người nấu ăn tưởng đâu hay lắm, cứ nói này nói kia chê người ta này nọ, nhưng mà thật ra nấu dở như là cứt chó. Nấu dở như cục cứt chó nè, cứt chó luôn nha, cục cứt chó này. Mình chơi thôi chứ không phải là mình chủ yếu mình làm để mình kiếm tiền trên YouTube cho các bạn. Đó, đủ màu hết, đẹp không? Màu đen có nè, là nấm đông cô ha. Rồi tàu hồng màu vàng của tàu hũ nè ha. Màu cam của trái ớt chuông nè ha. Màu xanh của broccoli nè ha, gọi là bông cải xanh đó. Rồi mình ăn rất là đơn giản các bạn, không có cầu kỳ nhiều quá, dèo nhiều dầu nhiều mỡ quá không có tốt. Rồi giờ mình sẽ cho dầu hào vô nè. Hồi nãy là mình cho dầu mè nha, bây giờ là dầu hào nè. Những người gọi là thùng rỗng thì kêu to, nấu ăn thì dở, sợ họ biết mình nấu ăn dở nên cứ nói mình là ngon, mình là ngon trên thiên hạ đó. Rồi mình sẽ trộn lên nha, để cho món ăn được bắt mắt á. Cái mình học của mấy người Tàu nè đó. Cái này là bột năng, xong rồi mình cho tí nước lạnh. Thấy không mọi người, nó mớp vô cái miếng thức ăn của mình, nó làm cho miếng thức ăn của mình nó bóng hơn và hấp dẫn hơn, mình ăn sẽ ngon miệng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một tí tiêu vô nha. Này là mình chỉ cho mọi người luôn đó, gọi là dạy nấu ăn luôn. Chơi mà thành thiệt là dạy nấu ăn luôn. Thấy chưa, thấy bắt mắt chưa, đẹp chưa, ngon không, hấp dẫn không? Quên nữa, quay lên trên nóc nhà không ai mà thấy. Thấy chưa, hấp dẫn chưa? Rồi giờ mình cần một tí hành với tí tiêu nữa cho nó thơm rau ha.
thì mình bỏ tiêu nè. Không có cho dầu mỡ gì xuống dưới hết. Đây, nho, chuẩn bị rửa nho ăn nha. Ăn là nay bịch này bịch thứ tư rồi. Rồi, cho tí tiêu vô nữa. Rồi. Giờ mình cắt hành để vô nha. Hành mình trồng trong nhà chỉ có nhiêu đó thôi, có mấy cọng sợi ở ha. Rồi giờ chuẩn bị mình múc ra dĩa nè ha. Thì chạy ra đó nhảy mũi. Xong cơm đây, đồ xào đây. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình gọt cái thơm nha. Cái thơm này nó bự quá luôn, mà bán có 77 cent nè, của STB nè, của chị vui quá cho nè. Mà mua STB 77 cent mình cũng không rành, không có coi báo, không có biết, sale bự quá trời, không biết có limit thôi, không biết. Thank you.
cài vô con áo luôn. Chút nó rớt đất rồi.